nay gia đình nhà Dust mình đi chưa, giờ đó bụng chưa, đi ăn chưa? Đi ăn chưa?
đây dáng xưa còn đâu. Ờ, nó ăn mấy tâm tư khép kín trong lòng và yêu bóng ai năm nào như đã yêu hoa anh mệt rồi hả em, mở mặt nạ ra em chụp hình mà mang mặt nạ em đâu có ai đâu, và tôi yêu bóng ai năm nào như đã yêu. Này cô trai ra tờ. Nãy bên kia nó có hai con vịt dễ thương lắm bên đó kìa. Khán giả ta chụp quá trời luôn, tay lợi này chụp ok quay để quay. Cô vô gốc cây cô ngồi luôn. Vô gốc cây hai mẹ con vô gốc cây luôn. Á Quỳnh nó trèo lên cây luôn kìa. Á Quỳnh đem cây kìa, có chừng nó con dày á. Đói rồi hả? Đói. Tướng nó dễ thương dễ sợ luôn á, vừa ăn vừa chụp hình. Ba chị em mình làm tắm đi. Trời, nãy giờ làm mấy vô rồi. Thật sự mình đứng ở chỗ này cũng đẹp lắm á. Đây, hồi nãy em biết sao livestream được khúc à, nó wifi nó ngưng lại. Nè, con gái ngồi ăn nè. Ngồi ăn khí thế nè. Hello. Người đẹp kia ăn dễ thương. Ừ. Trời ơi, tình thương mến thương không nè, ôm dính luôn á. Mình đứng ở đây nè con. Nhớ mẹ quá. Ô, mẹ nhớ mẹ. Em ở ngoài kìa em. À, cái này đi ngắm hoa mà có đồ ăn đồ thứ cái gì vậy? Trời ơi hết đất luôn. Ăn hết đất luôn kìa.
Bây giờ người ta vô đông rồi. Đâu cần lấy map đâu, này mình đi thẳng ra thôi. Turn off your Google Maps. That wastes a lot of battery. Đứng đó được rồi, đứng đó đẹp rồi. Rồi nha. Cái này hình như nắng dội, không thấy mưa rõ. Cái nhà đồng đi trễ quá, đông người quá. Hồi kỳ mình đi cũng dạ, chị đang quay. Chị đang quay nhưng mà không có quay livestream, chỉ quay video. Bữa nay đông quá trời luôn, ít cờ mà. Chuyến này đi ha, thấy vui hả mẹ ha? Chuyến này đông quá trời đông luôn kìa, hồ phun nước gì hết. Trời ơi, em muốn quay livestream luôn không? Chị quay luôn cho. Quay thôi, giờ này livestream chi. Ở trong xe mà quay gì được.